Hi everyone, it's me again. Welcome back to my lesson today. And now we are going to focus on the revision of unit number 14, 15 and 16. And here is the content of our revision. We will focus on two different parts. The first part is about vocabulary, including unit number 14, international organizations, unit number 15, women in society, and unit number 16, the Association of Southeast Asian Nations, or we can say ASEAN. The second part is about mini test. So in vocabulary part, we will focus on five different categories. The first one is about word meaning, là nghĩa của từ. The second is word formation, là hình thức từ. The next one is synonym, là từ đồng nghĩa. The fourth is antonym, là từ trái nghĩa. And the last one is definition, là định nghĩa của từ. Okay, is that clear? Let's get started. And first of all, we will focus on the word meaning. Và trước hết, chúng ta sẽ tập trung vào nghĩa của từ. This part will be very important because when we understand the meaning of the word, we can understand the synonym, the antonym, the definition, and word formation as well. Và khi chúng ta đã hiểu được nghĩa của từ rồi, thì chúng ta có thể hiểu được từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, định nghĩa của nó, cũng như các hình thức từ liên quan. Và trong nội dung phần này thì chúng ta sẽ tập trung vào unit số 14, International Organizations, là các tổ chức quốc tế, và đặc biệt là chúng ta sẽ tập trung vào Hội Chữ Thập Đỏ, Red Cross. We know that Red Cross is an international humanitarian agency and it has headquarters in Geneva, Switzerland. Và như chúng ta biết thì Hội Chữ Thập Đỏ này là một cơ quan nhân đạo quốc tế và nó có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. And it has a lot of missions to do. Và nó có rất là nhiều sứ mệnh hoặc là nhiệm vụ để làm. And now we will focus on two different periods of time. The first one is time of war, là thời chiến. The second is time of peace, là thời bình. Now we will focus on time of war. In time of war, Red Cross was dedicated to reducing the sufferings for wounded soldiers, civilians and prisoners of war. Thì trong thời chiến tranh thì Hội Chữ Thập Đỏ góp phần làm giảm đau đớn cho các thương binh, thường dân và các tù nhân chiến tranh. In time of peace, Red Cross focuses on improving the lives of vulnerable people like the victims from natural disasters, such as floods, earthquakes, epidemics, and famines. Ở thời bình thì tổ chức này đã tập trung cải thiện cuộc sống cho những người dễ bị tổn thương, là nạn nhân của các thảm họa, thiên tai, chẳng hạn như là lũ lụt, động đất, bệnh dịch và nạn đói. It also helps them to escape from poverty and supplies health emergency. Hội Chữ Thập Đỏ còn giúp họ thoát nghèo và cung cấp cấp cứu về y tế. Moreover, it gives medical aid. Và ngoài ra, nó còn cung cấp hỗ trợ về y tế. Và trong unit này thì chúng ta sẽ tập trung vào một số từ vựng quan trọng như sau. Humanitarian, humanitarian, headquarters, headquarters, mission, mission, dedicated, dedicated to, devoted, devoted to, civilian, civilian, vulnerable, vulnerable, medical, medical, disaster, disaster, epidemic, epidemic, famine, famine. Now let's move to the next unit. Unit number 15, Women in Society. In this unit, we will focus on three periods of time. The first one is in the past, the second is in the 18th century, and the last one is nowadays. Now, let's begin with in the past. Women in the past were thought to be suited for childbearing and homemaking. Như vậy, phụ nữ thời xưa được cho là thích hợp cho việc sinh con và làm việc nhà. And they were not allowed to involve in business and politics. Và người ta không được phép tham gia vào các việc làm ăn kinh doanh hay là các hoạt động về chính trị. However, in the 18th century, women had a struggle for the rights. Tuy nhiên, trong thế kỷ thứ 18 thì phụ nữ đã có một cuộc đấu tranh về quyền lợi about social status,
là địa vị xã hội, economic status, địa vị về kinh tế, and political status, là địa vị về chính trị. And this time is called the Age of Enlightenment. And nowadays, women are equal to men in many aspects of life. Và phụ nữ ngày nay thì được bình đẳng với nam giới ở nhiều phương diện khác nhau. About work opportunities, là cơ hội việc làm. Pay to men, nhận lương như nam giới. Right to vote, quyền được bầu cử. And right to formal education, là quyền được học tập. Sometimes women were looked down on or upon by men. Và đôi khi thì phụ nữ vẫn bị nam giới coi thường. Và trong nội dung của bài số 15 này, chúng ta sẽ tập trung vào một số từ vựng quan trọng như sau. Childbearing, childbearing, homemaking, homemaking, politics, politics, struggle, struggle, rights, rights, social, social, economic, economic, political, political, equal, equal, vote, vote, formal, formal. Now, let's move to the next unit. Unit number 16, the Association of Southeast Asian Nations, or we can say ASEAN. In this unit, we will focus on some important events like the history of the ASEAN, the goal of the ASEAN, the vision of ASEAN, and today of the ASEAN. And now we will begin with the history of the ASEAN. This association was founded in 1967 with the very first five different countries, such as Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, and Singapore. And then there were more countries joined, like Brunei in 1984, Vietnam in 1995, Laos and Myanmar in 1997, and Cambodia 1999. About the goals of ASEAN, it has two goals to carry out. The first one is to accelerate economic growth, social progress, and cultural development. Mục tiêu thứ nhất là làm tăng nhanh sự phát triển về kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển về văn hóa. The second is to promote peace and stability through respect for justice. Mục tiêu thứ hai là đẩy mạnh hòa bình và sự ổn định thông qua sự tôn trọng và công lý. About visions of ASEAN, it has two visions. The first one is to improve social economic situations. Tầm nhìn thứ nhất là cải thiện về tình hình kinh tế xã hội. The second is to show problems among nations of ASEAN. Thứ hai là giải quyết các vấn đề trong phạm vi của các nước Đông Nam Á. Today, ASEAN covers lots of fields to develop. Và ngày nay, các nước Đông Nam Á tập trung nhiều lĩnh vực để phát triển, such as trade, thương mại, investment, đầu tư, industry, công nghiệp, services, các ngành dịch vụ, rural development, phát triển đô thị, forestry, lâm nghiệp, and energy, năng lượng, and more. Và chúng ta còn lại một số ở lĩnh vực khác và các em hãy tìm hiểu trong sách giáo khoa nhé. Và trong nội dung bài số 16 này thì các em hãy tập trung vào một số từ vựng quan trọng như sau. The first one is association. Association. Found. Found. Goal. Goal. Economic. Economic. Progress. Progress. Cultural. Cultural. Peace. Peace. Stability. Stability. Justice. Justice. Social economic. Social economic. So I just finished the first one, word meaning. Now we come to the second one, word formation. In this part, I'm going to review some important vocabulary in unit number 14, 15, and 16. Okay, now please look at the first one. Number one, medicine. Medicine, that is a noun, and we have another noun. Medication. Medication. Adjective is medical. Medical. And the verb is
Medicate. Medicate. Now we come to number two. Economy. Economy. This is a noun, and we have another noun. Economics. Economics. And from here, we have two entities. The first one is economical. Economical. And economic. Economic. A verb is economize. Economize. We come to number three. Politics. Politics. That is a noun. And we have another noun. Politician. Politician. The adjective is political. Political. And we have the verb politicize. Politicize. We come to number four. Hesitate. Hesitate. This is a verb. Hesitation. Hesitation. This is a noun. And hesitative. Hesitative. This is an adjective. We come to number five. Equal. Equal. This is an adjective. Equality. Equality. This is a noun. Equalize. Equalize. This is a verb. We come to number six, the last one. Human. Human. This is an adjective. And we have another noun. That means con người. And from here, we have two adjectives. The first one is humane. Humane. And the second is humanitarian. Humanitarian. Chúng ta sẽ đến với phần nội dung tiếp theo. Practice. Trong nội dung phần này thì chúng ta sẽ có 4 câu hỏi và chúng ta sẽ có 2 câu về từ vựng và 2 câu về hình thức từ. Và sau đây thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta nhìn qua nội dung câu số 1 đến câu số 4 nhé. Và bây giờ thầy sẽ tập trung vào giải đáp từng câu hỏi cho chúng ta. Now let's begin with number 1. Chúng ta đến với nội dung câu đầu tiên. In time of peace, the Red Cross gives medical aid and other help to victims of major such as floods, earthquakes, epidemics, and famines. A. Supports. B. Contributions. C. Disasters. And D. Associations. Như vậy, câu số 1 là câu về ngữ nghĩa. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án với sự gợi ý như sau. Chúng ta sẽ có support là sự ủng hộ. Contribution là sự đóng góp. Disaster là thảm họa hoặc tai họa. Association có nghĩa là hội hoặc là đoàn thể. Và chúng ta hãy nhìn vào nội dung câu số 1, chúng ta sẽ có thông tin như sau. Floods là lũ lụt. Earthquakes là động đất. Epidemic nó là dịch. Famines nó là nạn đói. Và thông tin này sẽ liên quan đến thảm họa hoặc là thiên tai. Do đó nội dung câu số 1 này chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án C. Disasters. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 2. Number 2. If you have the in an election, you have the legal right to indicate your choice. A. Status. B. Vote. C. Individual. And D. Equality. Như vậy ở nội dung câu số 2 này là câu về nghĩa từ vựng. Do đó chúng ta hãy nhìn vào nội dung câu số 2 nhé. Nếu như bạn có cái gì đó trong một cuộc bầu cử thì bạn có quyền hợp pháp để mà thể hiện sự lựa chọn của mình. Và chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Status có nghĩa là địa vị. Vote có nghĩa là lá phiếu hoặc là quyền bầu cử. Individual nghĩa là cá nhân. Và equality là sự bình đẳng. Và như vậy ở nội dung câu số 2 này chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án B là lá phiếu hoặc là quyền bầu cử. Như vậy nếu bạn có một lá phiếu hoặc là quyền bầu cử trong một cuộc bầu cử thì bạn có quyền hợp pháp để mà thể hiện sự lựa chọn của mình. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 3. Number 3. The struggle for women's rights, the rights that establish the same social, economic and status for women as for men began in the 18th century during a period known as the Age of Enlightenment. A. Politics. B. Politician. C. Politicize. And D. Political.
Như vậy ở nội dung câu số 3 này là câu về hình thức từ. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào nội dung câu số 3. Chúng ta sẽ thấy status nó là một danh từ. Và trước một danh từ thì chúng ta cần một tính từ. Và sau đây chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Và trong nội dung câu số 3 này chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án D, political, vì đó là tính từ. Political status. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 4, number 4. The main goals of the association are to accelerate economic growth, social progress and cultural. A. Development. B. Develop. C. Developing. And D. Developed. Như vậy ở nội dung câu số 4 này chúng ta thấy đây là câu về hình thức từ. Và chúng ta hãy nhìn vào nội dung câu số 4, chúng ta sẽ thấy cultural nó là tính từ. Và sau tính từ thì chúng ta cần một danh từ. Và chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Và với nội dung của câu số 4 này thì chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án A, development, đó là danh từ. Cultural development, để phát triển về văn hóa. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần practice của phần word meaning and word formation. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung tiếp theo, đó là synonym. Và trong nội dung phần này thì chúng ta sẽ thấy trong các bài kiểm tra cũng như là trong các bài thi thì chúng ta sẽ bắt gặp một số từ sẽ giải thích cho cái nội dung bài học của chúng ta, đó là clauses in meaning to. Do đó khi chúng ta làm bài chúng ta cần phải cố gắng đọc kỹ đề và cẩn thận tránh sai sót nhé. Hãy nhìn vào nội dung của phần synonym. We have two columns, column A and column B. In column A we have number 1, goal. Number 2, involvement. Number 3, significant. Number 4, advocate. Number 5, catastrophe. Number 6, vulnerable. Now look at column B. In column B, we have A, disaster. B, weak and easily hurt. C, supporter. D, important. E, participation. And M. Và bây giờ thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta vận dụng lại những kiến thức mà chúng ta đã học ở unit số 14, 15 và 16 để tìm ra được đáp án cho cái phần synonym này nhé. Thầy mời các em. Và sau đây thầy sẽ cung cấp phần đáp án của phần synonym cho chúng ta nhé. Và thầy hy vọng là các em sẽ có cùng đáp án với thầy. Now, look at the answer. The first one, the synonym of goal is aim. Number two, the synonym of involvement is participation. Number three, the synonym of significant is important. Number four, the synonym of advocate is supporter. Number five, the synonym of catastrophe is disaster. And number six, the synonym of vulnerable is weak and easily hurt. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung của phần synonym. Now we come to the next part, antonym. Trong nội dung này thì chúng ta sẽ thấy một số từ sẽ giải thích cho nội dung của chúng ta ngày hôm nay, đó là opposite in meaning to. Chúng ta hãy nhìn vào hai columns bên dưới. Column A, number 1, initiate. Number 2, formal. Number 3, stability. Number 4, domestic. Number 5, integration. Number 6, hesitation. Column B, A, willingness. B, international. C, informal. D, separation. E, change. And F, finish. Và bây giờ thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta vận dụng lại kiến thức mà chúng ta đã học trong unit số 14, 15 và 16 để tìm ra đáp án của phần antonym này nhé. Thầy mở game. Và bây giờ thầy sẽ cung cấp phần đáp án của phần antonym và thầy hy vọng chúng ta sẽ có cùng đáp án với nhau nhé. Now look at the answer. Number 1, initiate. The opposite is finish. Number 2, formal. The opposite is informal. Number 3, stability. The opposite is change. Number 4, domestic. The opposite is international. Number 5, integration. The opposite is separation. Number 6, hesitation. The opposite is willingness. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần antonym và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung tiếp theo, đó là definition. So we have two columns, column A with 6 words and column B with 6 definitions. Now please look at column A. Column A we have number 1, diversity, it means sự đa dạng. Number 2 is society, it means xã hội.
Number three is association, it means hiệp hội. Number four is equality, it means sự công bằng, sự bình đẳng. Number five is cooperation, it means sự hợp tác. Number six is mission, it means sứ mệnh, hoặc là nhiệm vụ. And now please look at column B. Column B, we have A, an important official job that the person or a group of people is given to do, especially when they are sent to another country. Là một công việc chính thức quan trọng mà một người hoặc là một nhóm người được giao để thực hiện, đặc biệt là khi họ được gửi đến một quốc gia khác. B, the fact of doing something together or of working together towards a shared aim. Việc làm một cái gì đó cùng nhau hoặc là làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. C, the fact of being equal in rights, status and advantages. Bình đẳng về quyền lợi, địa vị và lợi thế. D, an official group of people who have joined together for a particular purpose. Một nhóm người chính thức tham gia cùng nhau cho một mục đích đặc biệt. E, a range of many people or things that are very different from each other. Nhiều người hoặc là nhiều thứ rất khác nhau. F, people in general living together in communities. Mọi người nói chung là sống cùng nhau trong một cộng đồng. And now please look at two columns and match them together. Và bây giờ thầy sẽ cung cấp cho chúng ta phần đáp án và thầy hy vọng các em sẽ có cùng đáp án với thầy. Number one, diversity, E. Number two, society, F. Number three, association, D. Number four, equality, C. Number five, cooperation, B. Number six, mission, A. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần definition và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo, đó là phần mini test. Trong nội dung phần mini test này, chúng ta sẽ có 12 câu hỏi và các em hãy nhìn vào câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 6. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào câu hỏi số 7 đến câu số 12. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nội dung từng câu hỏi nhé. Nào, the first one. Choose the word which is stressed differently from the rest. À, chọn từ mà được nhấn khác với những từ khác. Chúng ta đến với nội dung câu số 1. A. Position. B. Family. C. Century. D. Politics. Như vậy ở nội dung câu số 1 này chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án A, bởi vì phương án A được nhấn ở âm số 2, những phương án còn lại được nhấn ở âm số 1. Chúng ta tiếp tục với câu số 2. Number 2. Transportation. Economics. Society. Education. Như vậy ở nội dung câu số 2 này chúng ta sẽ chọn phương án C, bởi vì phương án C được nhấn ở âm số 2, còn những phương án còn lại được nhấn ở âm số 3. Chúng ta tiếp tục với nội dung tiếp theo. Choose the word which has the underlying part pronounced differently from the rest. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với từ còn lại. Chúng ta đến với câu số 3. Number 3. A. Justice. B. Civics. C. Practice. And D. Advice. Như vậy ở nội dung câu số 3 này chúng ta sẽ chọn đáp án rơi vào phương án D, bởi vì phương án D được phát âm là âm I, còn những phương án còn lại được phát âm là âm I. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 4. Number 4. A. Stable. B. Average. C. Population. And D. Integration. Như vậy ở nội dung câu số 4 này chúng ta sẽ chọn phương án B, bởi vì phương án B được phát âm là âm I, những phương án còn lại được phát âm là âm A. Chúng ta tiếp tục với nội dung tiếp theo. Ở nội dung này thì chúng ta sẽ chọn từ gần nghĩa với từ được gạch chữ bên dưới. Chúng ta đến với nội dung câu số 5. Number 5. We oppose this war as we would do any other war which created an environmental catastrophe. Như vậy ở trong nội dung câu số 5 này chúng ta thấy catastrophe nó có nghĩa là thảm họa hoặc thiên tai. Và chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Và với nội dung câu số 5 này chúng ta sẽ lựa chọn phương án A, disaster, là thảm họa. Như vậy catastrophe nó có từ đồng nghĩa đó là disaster,
là thảm họa hoặc là tai họa. Chúng ta tiếp tục với nội dung tiếp theo. Tìm từ trái nghĩa với từ được gạch chung bên dưới. Number 6. According to the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about 1,282 billion US dollar. Trong nội dung câu số 6, chúng ta thấy domestic nó có nghĩa là quốc nội. Và sau đây chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Câu số 6 chúng ta sẽ chọn phương án C, international, là quốc tế. Như vậy domestic, opposite của nó là international. Rồi tiếp tục với nội dung tiếp theo. Number 7. I think that there has not been a rift between men and women until now. Chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới. Chúng ta thấy trong nội dung câu số 7, rift nó là một tính từ. Và sau tính từ thì chúng ta cần một danh từ. Và chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Với nội dung câu số 7 này, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án C, bởi vì C nó là một danh từ, equality. Nội dung câu số 7 như sau. Tôi nghĩ rằng cho đến nay vẫn chưa có một cái sự bình đẳng thật sự giữa nam và nữ. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 8, number 8. The efforts for the advancement of women have resulted several respectively achievements in women's life and work. Chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới. Và trong nội dung câu số 8 này chúng ta sẽ có gợi ý như sau. Resulting có nghĩa là lead to, là dẫn đến. Như vậy với sự gợi ý như này chúng ta sẽ có đáp án như sau. B. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 9. Number 9. ASEAN helps to regional cooperation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership. Chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới. Đây là câu về ngữ nghĩa, cho đó chúng ta sẽ có gợi ý như sau. Và chúng ta sẽ có đáp án của câu số 9 rơi vào phương án B là promote, là đẩy mạnh. Như vậy ASEAN giúp đẩy mạnh sự hợp tác trong khu vực Đông Nam Á trên tinh thần là bình đẳng và hợp tác. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 10. Number 10. There have been changes in women's lives since the Women's Liberation Movement. Chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới. Đây là câu về ngữ nghĩa, do đó chúng ta sẽ có gợi ý như sau. Chúng ta sẽ có đáp án của câu số 10 rơi vào phương án important, là quan trọng. Có những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ kể từ phong trào giải phóng phụ nữ. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 11 và 12. Error identification, là tìm lỗi sai. Cho đến với nội dung câu số 11. Women's movements ensure the full education, develop and advancement of women. Như vậy ở nội dung câu số 11 này chúng ta sẽ có sự gợi ý như sau. Và chúng ta sẽ thấy phương án C là phương án sai. Và phương án C sẽ được sửa lại là development. Chúng ta đến với nội dung câu số 12. Number 12. These pioneer thinkers advocated that women should not be discriminated for on the basis of their sex. Như vậy ở nội dung câu số 12 này chúng ta sẽ có gợi ý như sau. Và chúng ta lựa chọn phương án B là phương án sai. Chúng ta sẽ có discriminate against, nghĩa là phân biệt đối xử. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. This is the end of our lesson today and it's time to say goodbye. Thank you so much for your watching. Bye for now.